Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại diện chính quyền địa phương các cấp, kính thưa quý vị đại diện trong gia đình, quý vị trong thân tộc đủ miếng, và kính thưa toàn thể quý ông bà cô bác anh chị em đồng đạo, cô bác láng giềng thiện diện kính mến. Thưa quý vị, hôm nay ngày 25 tháng 10 năm 2021, nhằm ngày 20 tháng 9 năm Tân Sửu, cũng là ngày quý cô bác anh chị em đồng đạo và cô bác láng giềng hiệp tâm cùng với thân tộc bổ quyến gia đình chúng ta chuẩn bị để đưa tiễn linh cữu của chú Sáu với quý danh là Tô Hồng Sơn hưởng thọ 68 tuổi đến nơi yên nghỉ sau cùng. Kính thưa quý vị, cả cuộc đời làm đạo của chú Sáu và hành đạo đến phút cuối cùng, an vui hỷ lạc, niệm Phật đến giờ phút cuối cùng, vẫy tay chào đồng đạo rồi ra đi. Và sự ra đi này nó không phải là sự ra đi trong đau buồn hận khổ, mà ra đi trong niềm an vui hoan hỷ với câu niệm Phật khi chú trúc hơi thở sau cùng dẫn trúc trong tiếng niệm Phật. Và chính bản thân chúng tôi cũng là người có mặt trong giờ phút đưa tiễn chú Sáu đi trúc hơi thở sau cùng, và chứng kiến được sự việc chú niệm Phật cho đến hơi thở sau cùng và vẫy tay chào quý vị đồng đạo. Chúng tôi rất hoan hỷ và vui mừng ngày hôm nay quý vị đồng đạo và cô bác láng giềng trở về đây để đưa tiễn linh cữu phần xác của chú đến nơi yên nghỉ sau cùng. Đó là cái bổn phận, cái trách nhiệm của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thương yêu lẫn nhau như con một cha, và tình nghĩa xóm chòm thực hiện qua câu nhất gia hữu sự bá gia ưu. Và trước cái giờ phút chúng ta làm lễ động quan di quan và đưa linh cữu đến nơi yên nghỉ sau cùng, trong gia đình có hợp sức cùng với ban tổ chức tang lễ tổ chức chương trình buổi lễ hôm nay gồm có các phần như sau. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ đọc lại điếu văn. Phần thứ hai là điều hành chương trình cầu cúng, là cầu nguyện và đọc quyến Tây Phương trước cái giờ chúng ta làm lễ động quan. Và kế đến là phần đáp tạ của gia đình, và sau cùng là cái phần để chúng ta làm lễ động quan và sắp xếp tang lễ để đưa linh cữu đến nơi yên nghỉ sau cùng. Tuy nhiên vì điều kiện gia đình cũng chặt hẹp ở bên dưới, cho nên vì vậy để tránh sự trùng trưng mỏi gối của toàn thể chư quý vị đợi lâu, nên ban tổ chức đã sắp xếp chương trình đọc điếu văn và chương trình đáp tạ gia đình trước tiên, và sau đó chúng ta mới vào chương trình và cầu cúng. Và sau cái phần mà đáp tạ của gia đình xong thì ban tổ chức điều hành tang lễ sẽ mời quý vị chúng ta đứng lên nhận hương sau. Còn giờ này thì kính mời quý vị chúng ta ổn định vị trí chỗ ngồi để theo dõi chương trình điếu văn và đáp tạ của gia đình trước tiên. Và giờ đây để thể theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời chú Nguyễn Phước Hoa sẽ đại diện gia đình và đại diện cho ban tổ chức tang lễ đọc lại điếu văn trong tang lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời chú Tư. Kính thưa các cấp chính quyền địa phương sở tại, kính thưa đại diện lãnh đạo của ban đại diện Phật giáo Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, kính thưa các đồng đạo của các ban trị sự ở trong địa bàn của tỉnh Kiên Giang cũng như ở các tỉnh bạn, kính thưa quý vị, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa bà quả phụ Tô Hồng Sơn cùng quý tăng quyến, kính thưa quý quan khách và thân bằng quý thuộc, kính thưa quý đồng đạo kính mến, hôm nay trước lúc tiễn đưa anh Tô Hồng Sơn, còn gọi là anh Sáu Thuận Sơn, đến nơi an nghỉ cuối đời, chúng tôi những người bạn thân thiết cùng toàn thể anh chị em tín đồ Phật giáo Hòa Hảo xin thành kính nghiêng mình trước linh cữu của cố đồng đạo, một tín đồ ưu tú của đạo Phật giáo Hòa Hảo là anh Tô Hồng Sơn,
để tỏ lòng tiếc thương, lòng cảm ơn đức hy sinh vì đạo pháp của anh. Đồng thời xin gửi đến quý ông bà, quý anh chị, các cháu trong tang quyến lời thành kính phân ưu, lời chia buồn thành tâm nhất. Kính thưa quý vị, trong quá trình trải nghiệm chí thành, chí tâm của gia đình và anh em đồng đạo, anh Sáu Thuận Sơn đã an nhiên tự tại cùng niệm Phật và vẫy tay chào ra đi thanh thản vào lúc 14 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2021 nhằm ngày 19 tháng 9 năm Tân Sửu. Một trái tim nhân hậu, một tấm lòng vị tha, vì đời, vì đạo đã ngừng đập. Anh Sáu Thuận Sơn đã đi xa, để lại cho gia đình và đồng đạo niềm tiếc thương, hụt hẫng, sự mến tiếc và đau buồn. Kính thưa quý vị, đồng đạo Tô Hồng Sơn sinh năm 1954, năm Giáp Ngọ, tại ấp Bình Phú, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, trong một gia đình tu hành theo Phật giáo Hòa Hảo truyền thống, nơi vùng đất thánh địa linh thiêng. Lớn lên, anh kết hôn với đồng đạo Dương Thị Thuận, hai người có ba con, một trai và hai gái. Các con đều có tấm đạo, một lòng hiếu thuận, thương yêu nhau. Từ nhỏ, anh Sáu Thuận Sơn đã thấm nhuần lý đạo, có lòng thương yêu mọi người, sống hòa nhã với xóm riền, yêu thương anh em, hiếu thảo với mẹ cha. Thở thi điên, mỗi lần anh Sáu cùng thân mẫu đem mớ cá vỏ ra chợ bán, có đồng đạo phải mua hết số cá và ốc để phóng sinh. Việc phóng sinh này đã tác động mạnh đến lòng từ bi có sẵn trong anh, khiến anh phát nguyện không bắt cá và bán cá nữa. Cũng từ đó anh phát nguyện trường chay. Ở vùng quê nghèo khó, khi được vận động gạo cứu tế, nhưng gia đình anh sẵn sàng nhịn ăn nhường gạo giúp cho bà con đói khổ. Khi vào Rạch Giá lập nghiệp, gia đình anh luôn phát tâm làm những điều thiện lành như đi cầu nguyện cùng đồng đạo, trợ duyên các gia đình gặp hữu sự, đóng góp công sức tiền của xây dựng nhà tình thương, cầu đường nông thôn, đồng sáng lập bếp ăn từ thiện, bệnh viện y học cổ truyền, lập trại hòm từ thiện hỗ trợ người nghèo, nay là trại hòm Nhân Nghĩa. Anh cũng là người sáng lập ra quỹ từ thiện để giúp đồng đạo và người nghèo khi gặp khó khăn hoạn nạn. Anh còn mua đất các nhà lập ám, tạo điều kiện cho các tu sĩ có nơi về tu học. Năm 2010, nhận thấy cơ sở của đạo còn nhiều thiếu thốn khó khăn, anh đã động viên và được sự thống nhất của gia đình mua đất các nhà, thành lập cơ sở để đồng đạo có nơi về làm lễ niệm Phật đàng hoàng, nay là Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Và Ban đại diện của Ban giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Kiên Giang và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Vĩnh Bảo. Ngoài ra, anh còn năng khiếu vẽ chân dung và phóng cảnh. Anh đã cùng với anh Bồ Tát đi vẽ ở nhiều nơi, ở nhiều ban trị sự ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, vẽ hàng trăm chân dung Đức Tôn Sư cho các nơi. Trong cuộc đời hành đạo, anh còn chú tâm khuyến khích lập các phòng thuốc nam để cứu người, luôn nhắn nhủ đồng đạo làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác. Anh luôn mong muốn cho anh em tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ai cũng học và hiểu rành giáo lý của tổ thầy. Có thể nói rằng đồng đạo Tô Hồng Sơn là một tín đồ thuần thành, hết lòng vì đạo, xứng đáng với lời dạy của đức thầy. Sống sinh ra phận rấu mày, một đời một đạo đến ngày chúng tánh. Thân ơi, sinh lão bệnh tử là quy luật, sống cõi hồng trần ai mà tránh được. Nhưng với anh đã làm tròn nợ thế
đền ân đạo, thực hiện tốt lời dạy của tổ thầy. Chúng tôi tin tưởng rằng trên đường trở về quê xưa cảnh cũ, anh sẽ nhận được nhiều ân điển của tổ thầy hộ trì và nhận được hào quang của chư Phật mười phương tiếp dẫn hương linh của anh về cõi Tây phương cực lạc. Kính thưa quý vị, trong giây phút chia tay đầy xúc động và thương tiếc người anh đáng kính, chúng tôi những người còn ở lại xin nguyện tiếp nối theo phẩm hạnh của anh, luôn giữ vững niềm tin với thầy, với đạo, cố gắng học tập trao dồi giáo lý, làm thật tốt điều lành, điều thiện, cùng nhau đoàn kết thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong tình thương của tổ thầy rạng danh đạo. Kẻ chết đã yêu yếm rồi một kiếp, người sống còn tái tiếp nói dương. Kính thưa quý vị, quan khách và đồng đạo, trước khi dứt lời, xin phép cho chúng tôi chia sẻ nỗi đau buồn cùng tán quyến. Xin trọng thành tâm cầu nguyện cho đồng đạo Tô Hồng Sơn nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng cảm ơn. Và xin chân thành cảm ơn chú Tư Nguyễn Phước Hoa đã đại diện cho ban tổ chức tang lễ đến đây đọc lại bài điếu văn. Thưa quý vị, nghe qua bài điếu văn vừa rồi, chúng ta thật vô